Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay thứ bảy, 13 tháng 7 năm 2024, Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một cuối tuần nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Garden Grow mở hội chợ giúp người mua nhà cháy rừng ở Temecula, lệnh di tản ban hành. 106 triệu khách hàng AT&T bị đánh cắp dữ liệu. Một người mẹ ở Los Angeles bị bắt với cáo buộc giết con trai 3 tuổi, đứa sinh đôi nguy kịch. Sòng bạc Mirage ở Las Vegas phải trả 1,6 triệu đô la trước khi đóng cửa vào tuần tới. Nghi can cướp cửa hàng điện thoại ở Santa Ana bị bắt. Bốn tàu quân sự Trung Quốc bị Alaska phát giác gần quần đảo Aleut. Nhiệt độ cao, khả năng giông bão làm tăng nguy cơ cháy rừng ở Nam California vào cuối tuần này. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vinh Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Garden Grove mở hội chợ giúp người mua nhà. Tin từ Garden Grove, California. Home Buyer DAY 2024 do thành phố Garden Grove tổ chức sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều thứ Bảy 13 tháng 7 tại Garden Grove Community Meeting Center, 11.300 Stanford Avenue, thành phố Garden Grove, California 92840. Những ai dự định mua nhà hoặc sắp mua nhà muốn biết về chương trình trợ giúp trả tiền trước, down payment, tiến trình mua nhà Điểm trứng dụng vay tiền và các chi tiết khác nên tham dự Homebuyer Day 2024 của thành phố Garden Grove. Người tham dự sẽ được tiếp xúc với các công ty cho vay tiền, tổ chức gia cư cộng đồng và nhà môi giới địa ốc để biết nhiều phương cách mua nhà cũng như thông tin liên quan đến việc trở thành chủ sở hữu nhà. Tại sự kiện, người tham dự có thể tải xuống từ internet thông tin về chương trình trợ giúp trả tiền trước của Garden Grove, Anaheim và Santa Ana. Các công ty và tổ chức tham dự gồm có Bank of America, Cal HFA, Bộ Phát triển Gia cư Hoa Kỳ, City National Bank, FM Bank, Fair Housing Foundation, Habitat for Humanity of Orange County, Orange County Credit Union, US Bank, Wells Fargo, East West Bank, New America Funding, Bonaventure Realty và First Team Realty. Sự kiện này được Garden Grove phối hợp với tổ chức cùng với cơ quan phát triển gia cư và cộng đồng Anaheim, thành phố Santa Ana và Neighborworks Orange County. Tham dự hoàn toàn miễn phí, có thức ăn, thức uống và sổ số, số trúng TV 43 inch. Cư dân có thể ghi danh và tìm thông tin tại trang web ggcd.org slash homebuyer-d. Mọi chi tiết xin liên lạc qua số điện thoại 714 741 5131 hoặc email dane@ggcity.org. Trái rừng gần Temecula, lệnh di tản được ban hành. Các viên chức cứu hỏa đã kêu gọi di tản do xảy ra hỏa hoạn gần nhà dân và khu cắm trại ở Temecula. Theo Cal Fire và Sở Cứu Hỏa quận Riverside, vụ cháy Power Fire được báo cáo lần đầu tiên vào khoảng 1 giờ 30 chiều thứ Sáu tại khu vực 39100 đường Pau Pà. Tính đến 5 giờ 15 phút chiều, đám cháy đã thiêu rụi 101 mẫu anh và đã được khống chế 0%. Nhưng các quan chức cho biết tiến độ chữa cháy đã bị dừng lại. Lính cứu hỏa đầu tiên có mặt tại hiện trường đã phát hiện một đám cháy rừng rộng 20 mẫu anh đang bùng cháy trên đồi thông qua nhiên liệu dễ cháy. Đến 3 giờ 20 chiều, đám cháy đã lan rộng hơn 60 mẫu anh và lệnh di tản đã được ban hành đối với những ngôi nhà, doanh nghiệp và khu nghỉ dưỡng gần đó. Lệnh di tản bắt buộc vẫn có hiệu lực đối với các khu vực. Video được Phoenix chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những cột khói lớn bốc lên từ những ngọn đồi dốc gần thành phố. Trong video đó, phi công thông báo rằng đám cháy ước tính lan rộng khoảng 101 mẫu Anh và đầu của đám cháy khu cắm trại Velec khoảng một dặm, nơi đang được di tản. Một trung tâm chăm sóc cho những người đã được di tản đã được thành lập tại trường trung học Tamekola Valley trên đường Rancho Vista. Những người cắm trại đã được di tản, được khuyến khích đến khu cắm trại Lake Skinner trên đường Warren ở Winchester. Các quan chức cho biết những người nuôi thú cưng có thể mang thú cưng của mình đến cơ sở bảo tồn động vật San Jacinto Valley tại số 581 South Grand Avenue ở San Jacinto. 109 triệu khách hàng AT&T bị đánh cắp dữ liệu. Tin từ Dallas, Texas, AT&T loan tin vào hôm thứ Sáu, 12 tháng 7 được The New York Times đưa tin. Một cuộc xâm nhập mạng điện toán nhắm vào đại công ty viễn thông AT&T làm lộ dữ liệu của gần như tất cả khách hàng sau đó tẩu tán hết số dữ liệu ăn cắp được vào nền tảng của bên thứ ba. Chúng tôi kịp thời cô lập địa điểm bị xâm nhập bất hợp pháp. AT&T cho biết trong một tuyên bố công ty này đang hợp tác với các cơ quan thực thi công lực để bắt giữ những người liên can và bắt giữ được ít nhất là một nghi can. Dữ liệu xâm nhập của khoảng 109 triệu chương mục khách hàng gồm có các tập tin chứa thông tin các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn bản văn của từ khách hàng sử dụng điện thoại di động, khách hàng mạng không dây và khách hàng điện thoại số cố định của AT&T từ tháng 5 2022 tới tháng 10 năm 2022. Ngoài ra còn có hồ sơ từ ngày 2 tháng Giêng năm 2023 của một số ít khách hàng, công ty cho biết dữ liệu bị đánh cắp chứa các số điện thoại mà số di động của NTT gọi tới trong những khoảng thời gian nêu trên, nhưng không có nội dung cuộc điện thoại hay tin nhắn bản văn bản hoặc thông tin như số an sinh xã hội hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác. Mặc dù dữ liệu không có danh tính khách hàng, nhưng có thể tìm ra chủ số điện thoại bằng cách tìm kiếm trực tuyến. Ngay lúc này, chúng tôi nghĩ rằng dữ liệu đánh cắp đã bị phát tán, AT&T cho biết. Trong một số trường hợp, mục tiêu chính của các cuộc xâm nhập không phải là lúc nào cũng là đánh cắp dữ liệu, mà là làm gián đoạn dịch vụ tới nỗi các công ty đành phải trả tiền để chuột. Một người mẹ ở Los Angeles bị bắt với cáo buộc giết con trai 3 tuổi, đứa sinh đôi nguy kịch. Tin từ Los Angeles, California, hôm thứ Sáu 12 tháng 7, cảnh sát loan báo một phụ nữ ở Los Angeles bị bắt với cáo buộc giết người sau khi hai đứa con sinh đôi 3 tuổi của cô nuốt hoặc tiếp xúc với chất nào đó khiến một đứa thiệt mạng còn đứa kia nguy kịch. Không lâu trước 11 giờ rưỡi trưa thứ năm, cảnh sát nhận được tin báo có đứa bé thiệt mạng trong khu Canoga Park ở khu 20.000 đường Shetman. Sở cảnh sát Los Angeles ra thông cáo báo chí cho hay. Trước đó, cô Jackie Cham, 22 tuổi, Mẹ của hai đứa bé phát giác hai đứa bất tỉnh. Lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu tới hiện trường, đã đưa hai đứa bé đi bệnh viện và một đứa bé được công bố đã qua đời ở đó. Sau đó, cơ quan giám nghiệm tử thi Los Angeles County xác nhận đứa bé thiệt mạng là Josiah James. Theo điều tra ban đầu, hai đứa bé nuốt hoặc tiếp xúc với chất nào đó. Mẹ của hai đứa trẻ là cô James bị bắt giam với cáo buộc giết người tiền thế chân tại ngoài 2 triệu đô la. Những người khác trong nhà cô không bị điều tra thêm, theo Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết. Sở Cảnh sát Los Angeles kêu gọi ai biết thông tin liên quan tới vụ này thì gọi cho điều tra viên Ostis số 818-374-5415 hoặc muốn giấu tên thì gọi cho cơ quan chống tội ác vùng Los Angeles số 800-222-8477. Sông bạc Mirage ở Las Vegas phải trả 1,6 triệu đô la trước khi đóng cửa vào tuần tới. Một biểu tượng của Las Vegas sắp đóng cửa vĩnh viễn và nhiều người đang muốn vào tham quan phút chót và thử vận may trước ngày đóng cửa cuối cùng. Mirage là bất động sản thứ hai trên Las Vegas Strip đóng cửa trong năm nay. Tropicana đóng cửa vào tháng 4 để nhường chỗ cho sân vận động A. Việc đóng cửa của Mirage Casino được coi là một trong bất động sản sang trọng hiện đại đầu tiên trên Strip khi mở cửa vào năm 1989, đã thu hút nhiều người đến thăm bất động sản này trước khi đóng cửa vào thứ tư, ngày 17 tháng 7 tới đây. Hiện tại sòng bạc phải trao 1,6 triệu đô la tiền thưởng lũy tiến trước khi đóng cửa vì số tiền thưởng này thuộc về người chơi theo luật Nevada và toàn bộ số dư còn lại phải được thanh toán. Bill Cracker có thể là một trong số những người đang thử vận may ở một nơi mà ông có mối liên hệ cá nhân. Tôi cảm thấy như khi bước vào đó, tôi đang bước qua những bước chân của cha mẹ mình khi họ đến Mirage lần đầu tiên. Họ đã gọi điện thoại cho tôi và nói: "Ôi, Chúa ơi, Billy, nơi này đẹp quá." Cách họ khiến họ cảm thấy điều này thực sự khác biệt và tôi thích bước qua những bước chân đó một lần cuối cùng. Anh ấy nói: "Mirage đẹp và nó vẫn đẹp thật sự." một nơi tuyệt vời và có nhiều lịch sử và tôi hy vọng Harrod sẽ thành công. Harrod có kế hoạch khởi công xây dựng khu bất động sản này vào mùa thu và mở Guitar Hotel Las Vegas mới vào năm 2027. Di sản của Mirage sẽ tồn tại vì một số biển báo sẽ được trao cho bảo tàng Neon. Nghi can cướp cửa hàng điện thoại ở Santa Ana đã bị bắt. Tin từ Santa Ana, California, một ông đã bị bắt sau khi dùng súng giả Cướp cửa hàng điện thoại ở Santa Ana vào chiều thứ năm 11 tháng 7 năm 2024, cảnh sát loan báo. Các viên cảnh sát nhận được tin báo cửa hàng điện thoại Boot Mobile trong khu 1150, đường South Crystal bị cướp. Sở cảnh sát Santa Ana cho biết trên Facebook. Theo điều tra, nghi can vô cửa hàng đó, yêu cầu nhân viên khóa cửa trước, ép nhân viên đi tới văn phòng phía sau rồi cướp hàng hóa ở đó. SABD cho biết, nhờ nhân viên hỗ trợ Cảnh sát khám xét khu vực xung quanh và tìm thấy nghi can cách đó khoảng 10 giải phố. Cảnh sát tịch thu số hàng hóa bị cướp và khẩu súng dùng trong vụ này. Cảnh sát xác định đó là súng giả. Điều tra viên cho hay, cũng trong tuần này, nghi can thực hiện vụ cướp tương tự tại cửa hàng điện thoại khác. Trong cả hai vụ, nạn nhân đều nhận diện được nghi can. Nghi can bị đưa vô nhà tù Santa Ana vì tội cướp của và bắt cóc. Cảnh sát không nêu danh tánh nghi can vụ việc vẫn còn đang được điều tra. Bốn tàu quân sự Trung Quốc, Alaska phát giác gần quần đảo Alut. Quần đảo Alut, Alaska, theo đài NBC News, hôm thứ Tư 10 tháng 7, lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ USCG loan báo, một tuần dương hạm phát giác ra tàu hải quân Trung Quốc lãng vãng bên trong vùng đặc quyền kinh tế Hoa Kỳ tại biển Bering trong một chuyến tuần tiểu định kỳ vào cuối tuần trước. Tuần dương hạm Kimbo thuộc lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã nhìn thấy ba con tàu cách rặng Amchika khoảng 124 dặm, tương đương với 199 km về phía bắc. Một eo biển thuộc quần đảo Aleut, một quần đảo xa xôi dài 1.200 dặm, tương đương với 1.931 km, tính từ bán đảo Alaska. Phi hành đoàn của một phi cơ USCG đóng trên đảo Kodiak nhìn thấy tàu Trung Quốc thứ tư cách rặng Amuka 84 dặm tương đương với 135 km về phía bắc, nằm giữa các đảo Amutka và Sugam. Các tàu Trung Quốc mặc dầu đang di chuyển trong vùng biển quốc tế, nhưng lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Hoa Kỳ. Có phạm vi 200 hải lý, tương đương với 304 km, tính từ bờ biển Hoa Kỳ, USCG cho biết trong một tuyên bố. Các tàu Trung Quốc nói với USCG rằng nhiệm vụ của họ là tự do hoạt động hàng hải tuần dương hạm Kimbo theo dõi các con tàu cho tới lúc xuôi về hướng Nam, men theo Bắc Thái Bình Dương. Kimbo vẫn tiếp tục giám sát khu vực. USCG cho biết tuần dương hạm từng phát giác tàu quân sự Trung Quốc tại biển Bering vào năm 2021 và năm 2022. Trung Quốc vẫn chưa bình luận công khai về tuyên bố của USCG. Nhiệt độ cao, khả năng có dông bão làm tăng nguy cơ cháy rừng ở Nam California vào cuối tuần này. Nhiệt độ cao trong đất liền kết hợp với khả năng có giông bão khiến các cơ quan lo ngại về mối đe dọa trái rừng vào cuối tuần này. Cảnh báo nhiệt độ quá cao được đưa ra ở một số khu vực thuộc các quận Los Angeles, Ventura, San Bernardino và Riverside. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, tình hình trái rừng nghiêm trọng sẽ tập trung ở các vùng núi, sa mạc và thung lũng sâu trong đất liền. Nhà khí tượng học Henry DiCarlo của KTOA cho biết hôm thứ Sáu, Năm nay chúng tôi có rất nhiều mưa và chúng tôi có tất cả những bụi rậm đó. Bây giờ chúng tôi có một số điều kiện nóng và gió và khả năng có giông bão. Đó là lý do tại sao chúng tôi mở rộng mối đe dọa trái rừng vào cuối tuần này. Trong khi đó, đám cháy Vista bùng phát tại rừng quốc gia Angeles đã khiến khu nghỉ dưỡng Mount Pody phải đóng cửa và ban hành lệnh di tản vào thứ Sáu. Tính đến sáng thứ Năm, đám cháy đã thiêu rụi khoảng 2.700 mẫu anh. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, tiểu bang đã ứng phó với 3.500 vụ cháy rừng, đã thiêu rụi gần 325 dặm vuông, tức 842 km vuông, gấp 5 lần mức trung bình của các vụ cháy vào ngày 10 tháng 7 trong mỗi năm trong 5 năm qua. Tyler cho biết, nhiệt độ dự kiến sẽ giảm vào tuần tới sẽ bớt nóng hơn. Dự báo thời tiết chủ nhật 14 tháng 7 năm 2024 Mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 52 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 8 giờ 03 phút tối Bầu trời nhiều mây, nhiệt độ cao 77 độ F Gió Tây Nam thổi với tốc độ 10 đến 15 dặm 1 giờ Độ ẩm 70% và chỉ số UV cho thấy 11 trên 11 Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 1 giờ 59 phút chiều và trăng lặn vào lúc 12 giờ 24 phút sáng. Trời trong xanh đến một phần nhiều mây. Nhiệt độ thấp gần 65 độ F. Gió tây nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm/1 giờ. Độ ẩm 82% và chỉ số UV cho thấy không trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã vừa xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích và thú vị, cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị và các bạn chưa ghi danh với Vinh Channel, Xin hãy ghi danh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ Vinh Channel.